Hello, chào mọi người. Nay chúng mình tiếp tục làm tí Little Alchemy nhỉ. Nay mình sẽ làm cái xe máy. Ok. Đầu tiên làm tí bùn đã. Đất cộng nước ra bùn. Ok. Năng lượng là từ không khí với lửa. Này hơi nghẹt mũi. Không khí với lửa năng lượng. Xong là mưa, mưa là không khí với nước, mưa không khí với nước là mưa. Ok, và tiếp theo là làm tí dung nham này, dung nham. Ok, sau đó làm đá. Dung nham thì làm ra đá, dung nham với lại không khí ra đá. Giờ phải làm cây, mầm cây. Ok, nó đất với nước thì phải. Đó, ok. Mầm cây. Cây phải nó cát. Đá phải sẽ ra cát. Không khí với đá ra cát. Rồi, ok. Nung cát nên ra nguyên liệu. Rồi cho mình nhầm. Rồi, nung đá chứ. Quên đấy, nung cát. Nung đá. Đó, ra được kim à. Đó, kim loại. Rồi tiếp tục mình làm cái đầm lầy. Mớt mớt cộng bla ra đầm lầy, đúng rồi. Xong rồi, có đầm lầy thì mình sẽ làm được cái lai. Đây lai cuộc sống cái gì cũng không hiểu lắm gọi là lai. Rồi trái đất. Đất cộng lai sẽ là người. Đó. Sau đó mình phải làm thời gian. Thời gian thì cát. Cát với kính. Nó thành đồng hồ cát này. Đồng hồ cát này là thời gian. Rồi. Cây. Mầm cây với thời gian sẽ là cây. Đấy. Rồi, cây đấy đã. Người với lại này ra công cụ. Người với lại gọi là kim loại này ra công cụ. Và công cụ thì chặt cây ra gỗ. Rồi, sắp ra rồi đấy. Gỗ đúng không? Tiếp tục chế thêm lần nữa. Công cụ quất gỗ thì ra wow là bánh bánh xe. À đúng rồi, bánh xe. Thì hai cái bánh xe thì sẽ ra cái xe đạp. Xe đạp. Giờ xe đạp. Đã được xe đạp rồi. Ok. Ra xe đạp thì làm sao ra được ô tô. Xe máy. Vậy thì có năng lượng. Năng lượng là ra xe máy thôi. Rồi ok. Cuối cùng chúng ta có cái xe máy. Xong.